Vâng, xin chào mọi người. Giới thiệu với mọi người mới về một cái sản phẩm rất là hay này, để cho mọi người để có đón Tết. Đây là một cái bể cá 20 lít, bể cá thông minh của hãng Xiaomi mọi người nhá. Con này là dung tích 20 lít. Đấy, đây là phiên bản nội địa, nó chưa có phiên bản quốc tế mọi người nhá. Thì cái đấy thì mọi người yên tâm, em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết nối app. Còn mọi người muốn dùng thủ công cũng được. Ở trên này này, nó biểu tượng wifi, có thể kết nối wifi này. Đấy, đây là cái trực quan ở bên ngoài. Ở trên này là cái này là cái đầu tiên là cái hình bóng đèn này, là thay đổi màu sắc ánh sáng. Cái này là cho ăn này, cái này là hệ thống lọc. Cái này là cho ăn, cái này là hẹn giờ. Đấy, để mọi người bật cái wifi thì chỉ cần nhấn giữ cái này tầm khoảng 5 giây. Cái này thì lát em hướng dẫn mọi người sau. Đây mọi người có thể xem này. Cái này là bật tắt cái ánh sáng thủ công ở trên trực tiếp ở trên thiết bị. Đấy, thay đổi ánh sáng này. Tùy vào cái ánh sáng thì nó sẽ báo cái nhiệt độ. Nhiệt độ nó thay đổi luôn. Ở đây là cái thông báo nhiệt độ. Trên này là cái hệ thống cho ăn này. Ok, bây giờ em sẽ bơm nước vào đây đã. Đây là cái hệ thống bóng đèn ở phía dưới. Đấy, hệ thống bóng đèn này. Một cái bể cá rất là xịn của hãng Xiaomi. Cho mọi người để coi kệ tivi hoặc là bàn làm việc, những cái khu vực của không gian bé mà mọi người không chơi được cái bể to ấy. Đấy, đằng sau là cái hệ thống lọc nhá. Ok, thì mọi người mua cái này, mua thì chỉ có mình bể không thôi nhá, và cái hệ thống cho ăn cũng như là lọc thôi, nó không có tiểu cảnh. Thì mọi người muốn mua tiểu cảnh thì phải mua riêng, nó Xiaomi cũng bán tiểu cảnh. Một cái hộp tiểu cảnh gồm có ví dụ như là cái cây này, sỏi này và cát này. Một cái hộp tiểu cảnh như này là hơn 300.000. Đấy, hoặc là mọi người có thể tự tìm tiểu cảnh ở gần nhà mình ấy, ở những cái khu mà bán chuyên decor bể cá hoặc bán bể cá thì có rất nhiều tiểu cảnh. Ok, bây giờ em cho nước vào đây đã. Cho nước vào đây để lát nữa kết nối app cho mọi người xem. Đấy. Ok, một ít như vậy để cho mọi người dễ hình dung đã. Đấy, cái này thì mới về thì do là mình bóc nên là những cái vết tay nó sẽ không được nhìn nó trong lắm. Thì về mọi người phải vệ sinh đi nhá. Đấy, đậy nắp lại này. Thấy chưa? Thì cái này là do cái nước nó vừa bắn lên thôi. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu vào app và hướng dẫn mọi người cách kết nối này. Thì cũng như những cái sản phẩm Xiaomi khác này, mọi người sẽ vào cho em cái app Mi Home. Đấy, khi vào thì điện thoại của mọi người bật Bluetooth lên thì nó sẽ có gợi ý ngay ở cái phần tab màn hình luôn. Đấy là có một cái thiết bị, đây chính là bể cá này, mọi người chọn ghép nối ngay bây giờ. Còn nếu mà những điện thoại mà mọi người mà ngay lần đầu mà kết nối mà không có gợi ý nhá, thì nó sẽ có hai lý do. Một là cái thiết bị này đã từng connect với một thiết bị khác chưa được reset, thì mọi người phải ấn giữ đồng thời hai cái nút này này. Đấy, cái nút cái hình đèn và cái hình cho cá ăn, ấn giữ tầm khoảng 5 đến 10 giây. Bao giờ cái nghe tiếng tít một phát và có biểu tượng wifi đứng im ấy là ok nhá. Đấy, khi đấy là reset thiết bị thì lúc đấy nó sẽ hiện lên điện thoại như này. Và mọi người chú ý là điện thoại phải bật Bluetooth lên nhá. Và ở trong cái ứng dụng là mọi người phải là cho phép truy cập ứng dụng, và mọi người sẽ chọn ghép nối ngay bây giờ này. Tiếp theo là chọn wifi này.
điền mật khẩu wifi này và chọn tiếp này, nó là phải wifi 2.4 mọi người nhá. Đây ok, đợi nó ghép nối, rất là dễ thôi. Mọi người chú ý là ở trong cái phần hồ sơ thì mọi người phải vào phần cài đặt và chuyển qua quốc gia Trung Quốc thì mới kết nối được nhá. Tại vì nó là cái phiên bản nội địa mà, nó chỉ hỗ trợ ở cái quốc gia Trung Quốc thôi. Tiếp theo là mọi người đặt tên cho cái thiết bị này, ví dụ như phòng khách chẳng hạn, chọn tiếp. Ok, như vậy là xong rồi. Đấy, ở đây mọi người sẽ chọn đồng ý và tiếp tục. Ở đây nó bảo là chọn hệ thống thoát nước cấp, tức là cái ống dẫn nước này này. Thì mọi người cái đấy thì mọi người lắp vào nhá. Đấy, để mọi người có thể là tự điều chỉnh là thoát nước. Ok, cái này chọn hủy đã. Ở trên này thì khi kết nối xong thì nó sẽ có cái tiếng Trung như này. Thì em có một cái mẹo để cho mọi người chuyển về tiếng Anh rất là dễ. Là mọi người sẽ vào cái phần hồ sơ này. Tiếp theo là vào cái phần cài đặt này. Mọi người sẽ chọn cái ngôn ngữ. Đấy, mọi người sẽ chọn tiếng Anh giúp em. Như này thì nó sẽ đưa hoàn toàn cái giao diện về tiếng Anh để mọi người sử dụng rất là dễ. Thì cái này mọi người có Google dịch hoặc là mọi người cũng tự nhìn thấy là đoán được luôn thôi. Tiếng Anh là nó cũng là phổ thông rồi, quốc tế rồi. Đấy, ok này, thấy chưa? Mọi người đợi lát. Mọi người thấy chưa? Nó về tiếng Anh hoàn toàn luôn này. Nó sẽ không bị khó chịu. Đấy là một cái mẹo của mọi người mà khi sử dụng các sản phẩm mộc của tiếng Trung, mọi người cứ đưa về ngôn ngữ tiếng Anh là nó sẽ tự động cập nhật. Ok, ở trên này thì đầu tiên mọi người xem có cái gì hay nhá. Đây, cái thay đổi màu sắc đèn thì cái này mọi người cũng nãy em nói rồi. Đây là thủ công thôi. Đấy, tùy chỉnh rất nhiều cái chế độ màu sắc cũng như là nhiệt độ. Đây là cái chế độ lọc này, bật tắt cái chế độ lọc này. Đấy, mọi người thấy chưa? Hệ thống lọc hoạt động này. Đấy, báo luôn nhiệt độ này, 24 độ C này. Biểu tượng wifi đứng im và đang kết nối này. Biểu tượng lọc đang... đây, cho ăn chẳng hạn. Ví dụ cho ăn thủ công nhá. Mọi người sẽ ấn vào cái hình cá này. Đấy, mọi người nhìn cái hệ thống này. Đấy, đây là cái hộp thức ăn, mọi người cho thức ăn vào đây thì nó sẽ xoay, ví dụ như ấn một cái thì nó sẽ xoay một vòng, xong đấy là cái nắp này này, đấy, nó sẽ mở ra và nó thả thức ăn xuống đây cho cá. Đấy, em bấm lại cho xem này, hệ thống lọc này, à, cho ăn hoạt động này. Đấy, à, rất là thông minh luôn, cho ăn tiếp này. Đấy, tùy vào cái kiến thức cũng như là cái cá mà mọi người nuôi là cho ăn thì như nào thì cái đấy là mọi người phải tìm hiểu nhá. Đấy, đấy là cái về sử dụng thủ công. Bây giờ em sẽ sử dụng ở trên app cho mọi người xem. Đây, ở đây thì chúng ta có thể này, ví dụ như là tùy chỉnh màu này. Trước tiên là cái bật tắt đã. Đấy, đấy là tắt. Bật bế này. Đấy, nó sẽ báo luôn là nhiệt độ này. Ví dụ như bây giờ thay đổi cái hệ thống màu sắc của đèn đi. Đấy, blue này, màu trắng này, white này, chế độ ngủ này, màu ngủ này, đấy, cầu vồng này. Đấy, rất nhiều. Đây, ở trên này thì nó sẽ trực quan hơn. Ví dụ như mọi người áp ly cái chế độ nào thì chọn cái đấy thôi. Đấy, màu xanh này, rất là tiện. Ở đây thì là cái level sáng. Ví dụ như mọi người chọn nó giảm sáng một tí thì là trượt cái này. Sáng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Max này 100%. Đấy, đây là cho ăn. Đây, ví dụ như cho ăn này, một lần này, hai lần, ba lần. Ví dụ bây giờ mình chọn ba lần chẳng hạn. Đây, chọn ok này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, xoay một vòng này, hai vòng này, ba vòng. Đấy, cái này cho thức ăn vào đây thì nó thả, mọi người sẽ nhìn dễ hơn. Nó sẽ thả luôn xuống đấy cho cá ăn. Hoàn thành ba vòng thì nó sẽ tự dừng lại. Đấy là cái này mọi người cho ăn từ xa nhá. Ví dụ mọi người đang ở văn phòng chẳng hạn, đang ở chỗ làm để cho cá ăn. Đến giờ thì cho cá ăn từ xa luôn. Đấy, không cần phải đợi đến lúc về nhà. Về nhà ví dụ nhiều người bận quá về nhà thì cá toi mất rồi, không được ăn. Cái này nó rất là hay ở cái vấn đề đấy, thông minh. Đấy, cho, đây là cho ăn 3 lần này. Ở đây là hẹn giờ, mọi người có thể tự động set giờ. Ví dụ như là chọn cái khung giờ nào chẳng hạn.
Đấy, mọi người xét giờ này. Ví dụ như là 20 giờ hay là bao nhiêu giờ chẳng hạn, 11 giờ. Đấy, cho ăn bao nhiêu lần? 3 lần. Con phim, đấy, lặp lại này. Tất cả các ngày trong tuần hoặc là tùy thứ nào. Đấy, mọi người chọn ok. Đấy là cái mà hẹn giờ. Cái này thì là hẹn xong rồi cứ thế là để bể cá nó tự làm việc thôi. Rất là hay. Đây, hệ thống lọc này. Lọc kia là ở level mấy? Level 1, level 2, level 3. Con phim. Đấy. Rất là hay luôn. Ok. Đấy là em nói sơ qua về cái bể cá này. Đấy. Thì cái này thì mọi người đều có mua tiểu cảnh về và thả cá vào thì sẽ đẹp long lanh hơn rất là nhiều. Ok. Cái bể này thì là hơn 1 triệu mọi người nhá. Cả tiểu cảnh nữa thì loanh quanh nó gần 2 triệu. Đấy. Ok.